các bạn, năm nay mình giới thiệu trò chơi cho các bạn nha. Đây là hai con boy man của mình, con đen. Các bạn, đây là con đen của mình. Như con đỏ, các bạn. Con này là boy man xanh, boy man đỏ nha các bạn. Nó chưa có chấp đèn được. Tại mình bấm cái gì mà nó chấp đèn được đâu các bạn ơi. Tiếp theo là quên không. Đây có xe rau nha bạn. Rồi đây đây Bully nha bạn. Đây là Bully mắt tài. Đây là Helly. Đây là Hammer nha bạn. Đây là ghế ngồi của con người. Tài. Xong rồi cái này cây dính tường này nè bạn. Cây dính trên tường. Nó hãy bé mấy cái gì trên tường được nha bạn. Mà dán đây. Như một cái nữa. Cái này còn à. Các bạn thấy hay không? Các bạn thấy hay, các bạn nhấn cho một like và share nha. Cũng là Lucky nha bạn. Đây là bỏ này của mình. Đây là bỏ này của mình. Anh chim lắng nè. Biến hình robot được nha bạn. Bạn bao chưa đắng với mình. Cái này biến hình được. Con này biến hình được nha bạn. Cái con này biến hình được. Như con. Cái cây nó lỏng le rồi. Con robot của mình, cái tay biến hình chiếc xe được nha bạn. Chút nữa mình biến hình chiếc xe cho các bạn coi. Đây, gắn nút cái này ra, thấy không bạn? Xong rồi bạn gắn cái này vô. Xong rồi các bạn nút cái này vô đây nha bạn. Nút cái này nữa, gắn vô. Còn chắc tay các bạn, đây là con robot biến hình robot các bạn nha. Đây là con go của mình, BD nhất nhà luôn các bạn. Đây mình giới thiệu các bạn cho cái này biến hình chiếc xe. Đây à, hai lưu tin nè. Đây này, bánh xem nó đây. Tiếp theo nữa ba giờ đi. Đây nó quên động được nha bạn. Đây bên kia là tủ sắt của mình. Đây các bạn. Nè đây. Xong rồi. Đây là mình bỏ qua đây. Đúng rồi, bỏ qua đây nha bạn. Đây là bơ chưa đẳng hoàn giao hàng đẳng mơ nha bạn. Đây
Mà chị đắng này. Chứ còn người lái của mình đây. Đây là con người lái của mình đây. Tăng 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 tăng. Đây là con người lái ngồi xe mày chạy chiếc xe. Chiếc xe đâu mất tiền rồi. Nè, rồi nó ngồi trên đường này bạn. Đừng bỏ trọng luôn. Bỏ đâu? Bỏ đây đi, ừ. Đây, xong rồi. Tập chiếc. Đó mà. À, có Lego với bà bên sư đẳng chiếc xe nha bạn. Chiếc xe rất trọng rồi. Các bạn nhớ hai bạn nhớ bấm like xe nha một ký nha bạn. Tạm biệt nha. Tạm biệt.